Xin kính chào quý vị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Xin chúc quý vị một buổi sáng tốt lành. Hôm nay cô Hạnh xin chia sẻ cùng các quý vị phụ huynh và các em học sinh một chương trình mà được rất là nhiều những bạn học sinh có yêu mến ngành giáo dục và giảng dạy tiếng Anh quan tâm, đó chính là chương trình Thạc sĩ TESOL tại Úc. Chương trình này đặc biệt phù hợp với những bạn hiện đang là giáo viên giảng dạy tiếng Anh IELTS tại Việt Nam, cũng như là những bạn tốt nghiệp những cái chương trình mà học bằng tiếng Anh và có đam mê với ngành giảng dạy ngôn ngữ tiếng Anh cho học sinh. Và sau đây các bạn hãy cùng theo dõi cái nội dung mà cô chia sẻ trên màn hình này để có những cái thông tin quan trọng nhất nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chương trình du học Úc, chương trình thạc sĩ TESOL như thế nào. Đầu tiên, các bạn hãy lưu ý là thời gian học của chương trình thạc sĩ này sẽ kéo dài 1 năm, 1 năm rưỡi hoặc là 2 năm tùy theo cái chuyên ngành mà bạn học ở bậc đại học. Cô lấy ví dụ như là bạn tốt nghiệp đại học chuyên ngành về sư phạm hoặc là chuyên ngành về giảng dạy tiếng Anh hoặc là chuyên ngành ngôn ngữ học thì thời gian học của các bạn sẽ còn 1 năm hoặc là 1,5 năm tùy theo từng trường. Điều thứ hai thì các bạn hãy lưu ý là thời gian khai giảng của chương trình thạc sĩ này thì thường là vào tháng 2 và tháng 7 hàng năm. Để mà các bạn có đủ thời gian xin thư mời học, xin học bổng và xin visa thì các bạn nên nộp hồ sơ khoảng từ 3 tháng cho đến 5 tháng trước ngày khai giảng. Và các bạn hãy liên hệ với công ty tư vấn du học VIP vào cái thời điểm phù hợp nhất để chuẩn bị cho cái việc đi du học của mình được thuận lợi nhất. Điều thứ ba rất là quan trọng đó là yêu cầu đầu vào. Thì với cái văn bằng thạc sĩ này, yêu cầu đầu vào không quá khắt khe. Các bạn chỉ cần tốt nghiệp đại học và có điểm IELTS yêu cầu là 6.5 với các kỹ năng từ 6.0 trở lên là bạn đã có thể đáp ứng được cái tiêu chuẩn này rồi. Và trong trường hợp mà bạn chưa đủ điểm IELTS 6.5 thì bạn có thể đăng ký học thêm cái chương trình học tiếng Anh tại trường từ 10 đến 20 tuần. Và khi đạt được cái chương trình tiếng Anh học thuật của trường đại học đó thì bạn cũng được nhận vào học. Bây giờ chúng ta cùng nhau nói về chi phí du học. Đây là một nội dung mà các bạn rất là quan tâm. Trong chi phí du học thì đầu tiên các bạn chú ý là cần chuẩn bị học phí. Hiện nay thì các trường đại học Úc đang có mức học phí dao động khoảng từ 30.000 cho đến 40.000 đô la Úc cho một năm học tùy theo từng trường. Các bạn cần nhân cái số tiền này lên 2 năm. Các bạn chú ý là các bạn hoàn toàn có thể giảm bớt được cái chi phí du học này thông qua việc xin học bổng. Hiện nay thì các trường đang cấp cái mức học bổng rất là khác nhau. Tùy theo từng trường, bạn có thể xin cái học bổng trị giá là từ 10%, 20% hoặc là 30% học phí. Chi phí thứ hai mà bạn cần chuẩn bị đó là tiền ăn ở. Tùy theo cái vị trí mà bạn học và bạn thuê nhà thì cái tiền ăn ở sẽ dao động khoảng từ 18.000 cho đến 20.000 đô la Úc cho một năm. Các bạn chú ý rằng là khi đi du học Úc thì các bạn được phép làm thêm, cho nên là bạn có thể tiết kiệm được bớt cái tiền ăn ở này thông qua cái việc đi làm thêm của mình. Mỗi tuần hiện nay thì các bạn được phép làm thêm là 24 giờ. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem lộ trình khi các bạn tới Úc sẽ như thế nào. Thì sau đây là lộ trình mà các bạn cần chuẩn bị. Thứ nhất là về thời gian học thì đối với các bạn học chương trình học thạc sĩ đầy đủ thì sẽ là 2 năm. Và nếu bạn học chương trình 2 năm thì bạn sẽ được chính phủ Úc cấp visa cho bạn ở lại làm việc là 5 năm tại Úc. Đây là một cái chương trình mở và mới nhất mà chính phủ Úc vừa mới đưa ra trong năm 2023 này. Khi mà bạn tốt nghiệp đi làm thì bạn sẽ có mức lương trung bình tối thiểu là từ 60.000 đô la Úc một năm trở lên cho các bạn tốt nghiệp thạc sĩ. Đồng thời là sau khi bạn đi làm, bạn có những cái điều kiện thuận lợi, ví dụ như là cái môi trường làm việc là phù hợp này, rồi cái điểm định cư của bạn cao thì bạn sẽ có thể có cơ hội nộp hồ sơ để định cư tại Úc. Như vậy chúng ta có thể tính tổng thời gian mà bạn sẽ học và làm việc tại Úc sẽ kéo dài ít nhất là 7 năm. Nếu mà bạn nào yêu mến Việt Nam thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại Việt Nam để làm việc, để đóng góp cho đất nước. Còn bạn nào thấy mình phù hợp với Úc thì bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu những cái cơ hội định cư Úc sau khi tốt nghiệp thạc sĩ. Xin cảm ơn quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã lắng nghe buổi chia sẻ ngày hôm nay. Và thông qua cái chương trình này thì các bạn học sinh cũng nhận thấy được rằng là hiện nay thì chính phủ Úc đang có rất là nhiều những cái ưu ái dành cho các bạn học sinh học thạc sĩ TESOL tại Úc. Nếu bạn cần thêm những cái thông tin chi tiết hơn, ví dụ như là trường nào dạy tốt thạc sĩ TESOL, những cái chương trình học bổng của các trường ra sao, yêu cầu tuyển sinh đầu vào như thế nào và làm thế nào để có được một cái bộ hồ sơ đẹp nhất để xin học bổng của các trường thì hãy liên hệ với số điện thoại của công ty tư vấn du học VIP mà cô để ở phần mô tả dưới video này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào tạm biệt.